chắc chắn sẽ là một trận đấu rất đáng chú ý với Bùi Tiến Dũng, người có trận đấu đầu tiên ở V-League ra sân trong màu áo chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Pokin đang chịu rất nhiều sức ép sau chuỗi trận thi đấu không thành công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hiệp đấu đầu tiên này thì Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục áo đỏ quần trắng tất đỏ, bên phía tay phải mảnh nhỏ của quý vị các bạn, Viettel trong trang phục toàn trắng ở phần sân bên phía tay trái. Duy Tường, chuỗi trận đầy khó khăn của các cầu thủ do huấn luyện viên Pokin dẫn dắt. Bruno William đi vào đúng vị trí mà Bùi Tiến Dũng đã chọn. Cú đá có lực đi khá tốt, hướng sút thì lại quá đơn giản. Lâm Tiến Phong, thì người huy đoàn đã được vị mất rồi. Những trận đấu trước thì huấn luyện viên có vẻ như đây lại là một tình huống mà các trợ lý trọng tài biên lại mắc lỗi, đó là một tình huống cũng rất nhạy cảm. Và trong khi chúng ta đang tranh cãi về tình huống việt vị thì các cầu thủ Viettel đã có bàn thắng. Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng. Bây giờ thì chúng ta sẽ được xem lại đường truyền của Duy Tường, lỗi của hệ thống phòng ngự. Văn Thuận và Tùng Quốc đã không kiểm soát tốt Bruno De Matos. Văn Thuận đã chủ động lùi xuống nhưng anh đã hơi chủ quan, không cắt được bóng này. Trên sân Hà Tĩnh thì cũng có Vương Dương. Nguy hiểm! Bruno! Không được. Hàng phòng ngự chắp vá của Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu rất chật choạc. Và suýt nữa thì Bruno Matos có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp giữa Bùi Tiến Dũng và Đỗ Văn Thuận. Lỗi thuộc về Bùi Tiến Dũng. Đường truyền của Đỗ Văn Thuận thì cũng không thực sự tốt, nhưng Dũng cũng đã có một sự lựa chọn về mặt vị trí không thực sự hợp lý. Rất may là Bruno Matos đã không xử lý một cách tốt nhất trong pha bóng vừa rồi. Bruno không vào. Lần này thì Bùi Tiến Dũng đã quá xuất sắc trong pha đối mặt với Bruno De Matos. Tiền đạo của Viettel không hiểu vì sao anh không thể ghi bàn trong pha bóng vừa rồi. Một pha phản xạ xuất thần của Bùi Tiến Dũng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Hệ thống phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh quá lỏng lẻo và sầu sệt. Bruno Matos đã băng xuống, có thời gian và không gian ngắm nghía rất kỹ, thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về phía góc xa. Nhưng rất may là Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tốt và cánh tay dang rộng đã cứu thua cho Thành phố Hồ Chí Minh. Là Gia Hà với những pha xử lý tương đối mềm mại. Quế Ngọc Hải đường truyền từ cánh phải quen thuộc, không vượt về. Pha xử lý rất kỹ thuật của Hoàng Đức nhưng rất tiếc là anh đã bị thổi phạt lỗi việt vị trong pha bóng vừa rồi. Một pha xử lý rất đáng khen của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức. Đây là một pha bóng nhạy cảm, có cảm giác như là Hoàng Đức chưa việt vị bởi vì Ngô Tùng Quốc đã bước lên ở thời điểm mà bóng chạm chân Dương Văn Hảo. Đó là tình huống mà Dương Văn Hảo đã giật mình. Trọng Đại và Hao Paulo không có lỗi, hai cầu thủ áo trắng đã giành lại bóng. Dương Văn Hảo phạt bóng rất gọn, khá hay. Chân trái không được. Rất tiếc là pha dứt điểm của Hoàng Đức lại đi lập bập và đi ra ngoài. Một pha phối hợp hay của các cầu thủ áo trắng. Dương Văn Hảo đã quan sát rất nhanh và truyền một đường bóng thuận lợi, nhưng hơi tiếc một chút là trong pha bóng vừa rồi đường truyền của Dương Văn Hào chưa thực sự mượt.
đến lúc này trong cuộc đua ở những ngôi vị đầu bảng thì người ta đang kỳ vọng rằng Viettel sẽ tạo ra sức ép đáng kể đối với Hoàng Gia Lai. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng và hai đội vẫn đang cai kê, vẫn là cai kê. Vũ Minh Tuấn, Bùi Duy Thường treo bóng vào trong, cai kê, Trương Tiến Anh căng ngang, không được, bóng đi quá sâu và Bùi Tiến Dũng đã làm chủ trái bóng rất tốt. Đỗ Văn Thuận, vẫn là Quế Ngọc Hoàng, không phải Bùi Tiến Dũng thành công với tình huống không chiến. Và pha bóng vừa rồi thì cũng đã khép lại cuộc đối đầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel. Hai đội rời sân với tỷ số 1-1. Tỷ số này cũng đã phần nào phản ánh đúng cục diện của trận đấu này, cho dù là Viettel có những thời điểm đã chơi hay hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nhưng họ đã bỏ lỡ nó một cách đáng tiếc. Còn với Thành phố Hồ Chí Minh thì tỷ số 1-1 này là phần thưởng cho những nỗ lực. Xin chào Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh không thể có một chiến thắng lọt ngược dòng trước Viettel, nhưng mà em nghĩ thế nào về cái trận đấu ngày hôm nay? Toàn đội hôm nay bọn em đã cố gắng hết sức, cũng như tất cả các trận đấu trước thì toàn đội lúc nào cũng nghĩ đây là trận chung kết và bọn em nỗ lực hết mình để giành điểm. Đã lâu không thi đấu vì chấn thương và Thanh Thắng thì không thể thi đấu vì thẻ phạt. Vậy thì ngày hôm nay trước một cái trận đấu mà với Viettel, đội đương kim vô địch đang có phong độ khá cao, vậy thì em nghĩ nào về trận đấu này? Mà đội Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn khá là khó khăn, từ thay đổi ngoại binh cho đến vị trí của đội bóng, thì bọn em cũng cố gắng vào sân để giành điểm, để thay đổi cái thứ hạng của mình. Và đây là một cái cơ hội của cá nhân em, thì từ đầu mùa đến giờ đây là trận đấu đầu tiên. Hiệp 1 cũng không phải là một trận một hiệp đấu tốt của em, nhưng mà hiệp 2 thì bọn em cũng đã cố gắng chơi tốt, toàn đội đã động viên nhau. Cảm giác thi đấu lúc đầu có vẻ như không tốt khi mà cái việc chơi chân hay là cái tâm lý thi đấu của mình bị ảnh hưởng sau một thời gian dài nghỉ thi đấu đúng không? Dạ chính xác rồi, hầu như tất cả các thủ môn nào sau khi một quãng dài mình không có cơ hội để thi đấu lại thì đấy là một cái bắt nhịp nó khá là khó khăn. Nhưng mà bọn em hôm nay một trận hòa thì cũng không là một kết quả tệ. Em nghĩ nào về một điểm này, nó có quý giá đối với Thành phố Hồ Chí Minh lúc này không? Chắc chắn rồi, bây giờ bọn em tiết kiệm từng điểm số để cải thiện thứ hạng của mình. Và bọn em đang còn có cơ hội ở những trận đấu sau thì bọn em sẽ cố gắng hết mình thôi. Ngày hôm nay thì em cảm thấy cái tinh thần thi đấu của các đồng đội như thế nào, cả cá nhân em nữa? Chắc chắn là cũng có nhiều áp lực cho tất cả các cầu thủ, nhưng mà bọn em đã đoàn kết để vượt qua. Mọi người ở trong trận thì cũng động viên nhau để vượt qua những khó khăn đấy. Từ tuần trước thì ông Quân Kinh đã chia sẻ rằng sẽ tạo hội để em ra sân và ông đã nói chuyện với em. Vậy thì sau khi mà nhận được cái lời chia sẻ đấy thì em nghĩ gì về trận đấu này? Từ đầu mùa đến giờ thì em mới trở lại chấn thương và tập luyện cùng toàn đội được hơn tuần. Thì em nghĩ đấy là một cái cơ hội thôi, để ông cũng muốn tạo cơ hội cho em và em cũng cố gắng để thể hiện mình để giúp đội bóng thôi. Ok, cảm ơn Dũng nhé.